Luật lưu trữ sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua. Một trong những nội dung quan trọng là dịch vụ lưu trữ chính thức trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hoạt động dịch vụ lưu trữ là hoạt động mang tính chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, liên quan đến tài liệu lưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn, là tư liệu lịch sử của quốc gia, chứa đựng nhiều thông tin quan trọng về hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có những thông tin mà việc tiếp cận có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nên cần có sự quản lý chặt chẽ. Hơn nữa, đây là quy định kế thừa luật lưu trữ năm 2011. Do đó, việc quy định hoạt động dịch vụ lưu trữ là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là phù hợp. Trong đó, điều kiện cơ bản cần thiết là cá nhân phụ trách kỹ thuật, nghiệp vụ lưu trữ tại tổ chức kinh doanh dịch vụ, cá nhân độc lập kinh doanh các dịch vụ này phải có chứng chỉ hành nghề như quy định tại khoản 5, điều 53 luật này.